Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em về cái hệ thống mình cài đặt trong cái MT4 để mà chơi nha. Thì mình dùng tất cả các chỉ báo sau đây, khá là nhiều chỉ báo ha. Đó. Thì mình sẽ giới thiệu từng phần cho anh em ha. Trước tiên là mình có cài một cái chỉ báo đếm đếm số bíp mà thắng, là cái chỉ báo này là cái đếm số bíp đây, bíp counter này. Thì cái này nó giúp cho mình đếm cái bíp lời lỗ của mình không, nó sẽ nằm ở góc này đó. Này mình đang lời được 146 bíp, 150 bíp, đang xanh được 150 bíp đó. Cái thứ hai nữa là công cụ auto stop loss, tự động mà cài đặt lời chốt lỗ, thì là cái công cụ này. À, cái này mình sẽ cài vào cái này, nó không có trong đây mà nó trong là cái này. Thì mình cài cái tự động chốt lời, chơi tự động chốt lời chốt lỗ ha, cắt lỗ. Thì mình đặt nó là 300 bip ha, thì mình tinh chỉnh sau đó tùy ý mình cứ đặt vào đây ha, hoặc là xong mình tự động nó, xong rồi mình có thể kéo. Đó, mình có thể kéo lên cái xuống, chứ mình khỏi phải nhập dữ liệu với mất công, mình kéo tới đến vị trí nào mình muốn kéo ha. Thì nó sẽ mình kéo theo ý mình. Đó. Rồi, auto TB và stop loss. Đó, là bút bắt buộc phải có để cho mình tránh nó bị cháy tài khoản. Đó, mình phải biết tự động chốt lời chốt lỗ và tự động nó luôn, nó tự động sẽ vào cho những cái mặc định của mình, tỷ lệ risk reward mình hoặc là tỷ lệ lời lỗ mình đó. Nó như thế nào thì anh em có thể đặt tính phần trăm lời lỗ vào trong này, cài đặt trước cái số bit của mình. Hay. À. Ví dụ như test profit là 300, cắt lỗ là 100, 200 thôi ha. Thì đó, nào là 400, tỷ lệ 1-2, 400 bit, lỗ lỗ 200 bit nhưng mà thắng thắng 400 bit đó. Thì sau khi mình tự động mình đặt cái lệnh qua đi, thì tự động nó sẽ đó, đặt TB và stop loss cho mình, tự động test profit và stop loss cho mình ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái công cụ đếm 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 thời gian của cái nến, thời gian kết thúc cái nến là của cái khung giờ 15 phút là còn 46 giây nữa. Thì cái chỉ báo nó là candle time các bạn, candle time đó. Thì đây là chỉ báo để đếm nến, đếm thời gian của nến đó. Cần rất cần để mình theo dõi đó. Trong MT4 nó không có cái đếm nến thì mình phải cài vào đó. Rồi cái chỉ báo nữa mình phổ thông để cho mình có là cái oscillator oscillator này đó. Là cái chỉ báo xanh đỏ dưới đây các bạn đó. Bây giờ mình thấy nó đang quá mua và quá bán ha, nó đang chuyển qua bốn bốn cái vạch, năm vạch rồi đó, năm vạch xanh rồi đó. Thì nó cứ lên lên đó. Khả năng nó sẽ đi đường đường parabol các bạn, thì nó sẽ khả năng nó xuống đây là nó chuyển màu đỏ đó. Thì có nghĩa là nó đang chuyển và giảm, thì nhìn ra mình sẽ biết ha. Thì đây là cái chỉ báo có sẵn mình trong cái MT4, mình cứ cài vào thôi ha. Rồi cái chỉ báo thứ hai nữa là stop static oscillator đấy, stop static oscillator là cái chỉ báo này, là chỉ báo động lượng, chỉ báo nó động lượng giá đó. Mình coi nó stop nó đang đi lên ha, hoặc nó quay đầu, và những cái nến nó nhỏ đã xuất hiện rồi thì nó sẽ chúi đầu xuống, thì nó sẽ đi xuống ha. Thì xuống dưới 80 và lên 20 là những cái chỉ số mà mình cần biết để mình vào lệnh và thoát lệnh ở cái stop này đó. Và một cái vài chỉ báo khác cho anh em thấy nó trên này rất là như một ổ tô vò, nhưng mà đây là những chỉ báo mà mình xem. Thì cái này mình có cài cũng Polygon, cái chỉ báo đó mình theo dõi và mình để mờ xuống dưới thôi ha. Mục đích là mình reaction, mình chỉ thêm theo dõi cái hành động giá của nó,
Và bolivin thì mình để rất là mờ để mình coi cái kháng cự hỗ trợ của nó. Rồi. Rồi cái chỉ báo thì nữa là chỉ báo giết giấc. Giết giấc là cái đường giết giấc này nè. À, để mình coi nó đang đà lên hay đà xuống một cách nhanh. Đó, đây đang đà lên ha. Nó đang đà lên. Đó. Và mình cài một cái chỉ báo nữa là changing season để mình theo dõi cái khung thời gian của các phiên ha. Để mình nhìn trực tiếp ở đây mình thấy khung thời gian các phiên đó, khung thời gian các phiên của Tokyo nè, mà giá nó nằm nằm ở giữa ha. Đó. Và cái trần sàn của mỗi phiên để mình coi mình biết khung thời gian của mỗi phiên vào ra và cái trần của giá sàn và giá trần của cái phiên đó để mình nhìn vào mình biết đó. Và cái chỉ báo nữa à, đó chính là chỉ báo ITD line là chỉ báo gì? Thì chỉ báo ITD line là chỉ báo nó tự động nó vẽ đường kháng cự hỗ trợ cho mình ha, trên line cho mình ha, nó vẽ đường trên line cho mình đây, đường màu đỏ và đường màu xanh này à, đường trên line, và mình có thể chỉnh được cái số nến nữa là nó sẽ làm việc tùy theo cái mức độ mình cài đặt cho nó. Ví dụ như đây thì mình sẽ cài cái trên line này đây, level 10 là 10 à, mình vừa mình chỉnh cho nó 5 là nó sẽ khác các bạn, nó sẽ vẽ khác đó, 5 nó sẽ vẽ đây, mình thấy 5 nó hợp lý thôi à, mình chỉnh cho nó vẽ hợp lý và mình coi đó, nó sẽ tự động vẽ cái đường trên line cho mình đỡ mất công mình phải vẽ ha, rất là hay đó. Và cái công cụ nữa là cái và những cái công cụ như pin ba để nó dò những cái nến pin ba, lúc mình không để ý á, thì nó sẽ tự động nó báo cho mình biết cái nến pin ba nè, rồi cái nến doji nè, và hermen những cái nến khác thì nó đều hiển thị cho mình tất cả những cái báo cho mình tất cả những cái nến đặc biệt như hagufin nè, harami nè, hagufin nè, đó thì nó sẽ báo những cái nến đó cho mình. Và những cái nến đây là cái nến pin ba nè, đây là cái nến pin ba, nến doji nè, thì nó đều hiện lên cho mình biết những cái nến này để mình biết cái dấu hiệu đảo chiều của cái biểu đồ hả, giá. Thì mình nhìn vào đây thì mình phân tích thì mình có thể là nhìn rất là trực quan, và các bạn thấy có những cái số 1 2 4 5 6 8 9 này không? Đó. Thì đây là phương pháp trade của Thomas Đế Mạch. Đây là mình cài chỉ báo của TD Sequential Ultimate, đó, Ultimate, và cái chỉ báo TD Sequential này nữa. Mình cài hai chỉ báo để mình cho nó tự động nó vẽ kháng cự hỗ trợ cho mình, và tự động nó đếm nến và nó chỉ ra những chỉ báo cho mình, hỗ trợ cho mình thôi. Còn việc vào ra lệnh thì mình phải tổng hợp tất cả những cái chỉ báo này để mình quyết định cái việc ra vào lệnh của mình. Đó. Và đây là toàn bộ cái hệ thống của mình ha các bạn. Và mình đánh thì mình sắp xếp mình chia cho nó năm cái màn hình như vậy. Đó, để ba cái màn hình như vậy để mình xem. Đây đây là khung 15 phút. Đó, mình sẽ xem khung 15 phút nó sẽ có những cái gì. Đó. Đó. Và đây là khung 5 phút mình xem những gì. Khung cái bên này là để mình giao dịch, thì mình giao dịch ra vào lệnh thì để có nhiều xem nhiều cái like hơn. Còn bên này mình coi không đó, thì mình bỏ bớt những cái like ra cái lệnh vào thì mình sẽ coi nó thông thoáng hơn. Đó. Cái này mình chưa có cài những cái báo hiệu nến vào đây nữa. Đó. Thì mình nhìn vào đây thì mình sẽ thấy được nó break out xuống dưới đường ở M1 một phút, không một phút này mình thấy nó break out xuống ở đường cái trên line này rồi, thì nó giá đang đi xuống ha. Thì đây là những cái hệ thống mình stock nó đang đi xuống, và mình nhìn vào ba cái stock này, mình nhìn cái này mình để coi cái đồng pha của ba cái khung này, ba khung thời gian, nếu mà nó hợp lưu giữa ba khung thời gian cùng tăng đó, thì mình sẽ vào lệnh, hoặc là nó cùng giảm thì mình sẽ vào lệnh hoặc cắt lệnh đó ha. Mình coi ba khung thời gian, đánh đa khung thời gian để mình coi cái vấn đề hợp lưu của giá đó.
là tất cả các phương pháp chay của mình để mà mình ra vào lệnh. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Nếu thích like, subscribe kênh của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại.